Xin chào anh em nhé, mình lại quay lại với một em Soli nữa. Vâng, em Soli này là Megabass, nhãn hiệu của nó đây ạ. Để em sẽ đi tìm cái nhãn hiệu của nó cho các bác nhá. Đâu rồi? Đây, nhãn hiệu của nó đây, WM-FX45 nha. Sony Radio Cassette Player, Battery 1.5V x 2, IEC GSR6, size pin AA, Made in Japan nha, Solicop nha, âm thanh Dolby, đến từ Dolby. Nói chung là nó rất nhiều tiếng Anh nhưng mà mình không thể nào đọc được. Đây, sơ qua của nó đây ạ. Đây, nó có các cái nút điều hướng, điều chỉnh về các cái chế độ chạy ngược, chạy xuôi và chạy xoay vòng, đảo chiều. Đấy, trên này nữa đây. Đấy, jack 3.5 FM Citiamolo No Metan, tép radio, âm lượng volume này, volume cơ đây phía sau của nó đây ạ. Có một cái để đeo vào thắt lưng. Đấy, đây là cái chỗ cửa pin của nó đây ạ. Đấy, muốn mở pin thì ấn nó xuống, xong đẩy ra đằng này là nó sẽ mở ra. Đây là mặt trước của nó có hiển thị giờ này, hiển thị giờ và có chức năng auto revert megabass nhân 2. Đây là nút gạt. Còn đây là các cái phím cơ mềm để nghe radio các bác nhá, để nhớ kênh radio. Đây, chọn kênh, enter, hiện giờ, tắt, bật, điều chỉnh. Và có một nút báo pin này. Đấy, bấm hiện giờ này. Đấy, megabass nhân 2. Bây giờ mình sẽ trình diễn cái điều. Vậy là bây giờ mở bên trong của nó ra đã nhá, mở cửa băng ra đã. Chạy băng cassette này các bác nhá. Đây, bên trong nó có cái đường dây cáp này. Đó, đảo chiều nhá. Đảo chiều này. Và khi mình bật lên nó sẽ chạy này. Đấy, nó có chữ tép hiện lên rồi. Đây là mình sẽ đảo sang chiều còn lại này. Đây, băng sẽ quay ngược lại nhá. Đấy, rất là hay. Tua này, tua đi tua lại này. Đấy, tua lại, tua đi thì hơi chậm nhưng tua lại rất là nhanh. Mười hai giờ 5 phút. Đây, cái màn hình của nó đây. Xin mời các bác hãy chiêm ngưỡng nó, em nói nhá. Đây, sau bao nhiêu năm này, Dunrom Reset Tuning, màu của nó rất là đẹp ạ. Đây, đây em sẽ thử tính năng dò sóng nhá. Đây là bật sang cái này là radio này. Radio thì nó có hai kênh, một là AM và FM này. Đó, đây là kênh AM này. Bây giờ là ban này, đảo kênh FM này, AM này, FM này. Đây, khi mà mình dò là mình nhấn vào đây, nhấn giữ vào đây. Đấy, cái này thì thông thường khi mình đeo tai nghe thì tiếng nó sẽ chuẩn hơn. Alo. Cứ qua đi em ơi.
cái màn hình của nó đã nhuốm màu thời gian, nó đã mờ như này rồi các bác. Đấy, em phóng lên cho các bác nhìn thật rõ chi tiết của nó nhá. Sony chỉ có 4 cái chữ cái này, Sony. Đây em sẽ đổi kênh này, AM này. Khi nào mình dò là mình bấm vào đây này, là mình bấm giữ đấy. Khi nào mà nó có sóng là nó sẽ dừng lại. Đây là dò tự động. Đấy, sau khi mình bấm đây, đây là chạy băng cassette đây. Muốn chạy được băng cassette thì ta lại phải gạt cái này về nút tép. Đấy. Rất là đẹp ạ. Ở đây có đường rắc cắm 3V vào để vừa sạc vừa nghe đây các bác. Cái này có thể dùng pin AA này, có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Pin sạc. Đấy. Con này thì em đã thay dây cu loa rồi ạ. Đây, đảo chiều đây này. Đấy, đảo chiều. Rồi, tạm biệt các bác nha.